Thưa quý vị, liên tục trong những ngày gần đây, giá vàng miếng SJC và các loại vàng khác đã có những phiên giảm giá mạnh. Điều này cho thấy các nhà đầu tư có tâm lý bán ra chốt lời trước thời hạn Ngân hàng Nhà nước báo cáo giải pháp quản lý thị trường vàng. Sáng nay ngày 23 tháng 3, giá vàng miếng SJC giảm mạnh ở chiều mua vào xuống 77,7 triệu đồng, thấp hơn 1,1 triệu đồng sau một ngày, trong khi đó SJC giảm 800.000 đồng ở chiều bán ra. Điều này đưa chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tăng lên 2,3 triệu đồng, thay vì chỉ ở mức 2 triệu đồng một lượng như những ngày qua. Tổng cộng chỉ sau 2 ngày, giá vàng miếng SJC đã giảm 2,3 triệu đồng ở chiều mua vào, giảm 2 triệu đồng ở chiều bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 giảm 800.000 đồng sau 2 ngày. Hiện SJC mua vào 67,8 triệu đồng và bán ra 69,1 triệu đồng. Theo đánh giá của các chuyên gia, tốc độ giảm giá của vàng miếng SJC cao hơn nhiều so với đà đi xuống của thế giới, nhất là sau khi Ngân hàng Nhà nước đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng. Vừa hạ nhiệt đôi chút sau kỳ nghỉ Tết, giá vé máy bay lại tăng khi kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè đang đến gần. Khảo sát trong sáng nay tại các đại lý bán vé máy bay cho thấy, ở một số chặng bay hút khách dịp nghỉ lễ, giá vé máy bay đã có đợt điều chỉnh tăng mạnh so với những ngày gần đây. Đơn cử như giá máy bay khứ hồi chặng Hà Nội-Phú Quốc đi ngày 28 tháng 4 về ngày 3 tháng 5 có giá từ 5 triệu đến hơn 7 triệu đồng một vé. Mức giá này cao hơn 2,5 triệu đồng một vé so với hiện tại. Chặng bay Hà Nội-Nha Trang đi ngày 28 tháng 4 và về ngày 3 tháng 5, mức giá tốt nhất tìm được trong sáng ngày 23 tháng 3 là 3,9 triệu đồng một vé khứ hồi và cao nhất là 7,7 triệu đồng, cao hơn 1,2 đến 1,5 triệu đồng so với thời điểm hiện tại. Giá vé các chặng khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 mùng 3 tháng 5 cũng không hề dễ chịu. Theo khảo sát, giá vé khứ hồi chặng thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc thấp nhất là 3 triệu đồng. Một số đại lý phòng vé cho biết giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và hè năm nay dự báo sẽ cao hơn khoảng 30 đến 40% so với cùng kỳ năm trước và so với thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là các hãng sẽ điều chỉnh giá vé sau quy định vé máy bay nội địa được tăng giá trần. Hải đoàn 42 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các văn bản về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU cho bà con ngư dân trên địa bàn thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Tại Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, các tuyên truyền viên đã thông tin đến ngư dân về nhiệm vụ giải pháp cấp bách khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu về phòng chống IUU, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Đồng thời, tổ chức cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm quy định IUU và động viên ngư dân tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Ngoài ra, Hải đoàn 42 còn trao tặng 400 lá cờ Tổ quốc, 400 tờ rơi và trao 60 suất quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng, nhằm động viên giúp đỡ bà con ngư dân vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển. Ngày 22 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, về giao kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024, về phân bổ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2024 và các văn bản có liên quan. Các bộ cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, không để tiếp tục chậm trễ. Việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện giải ngân và đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công. Tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, các dự án liên vùng, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Chủ động xử lý tháo gỡ những vướng mắc khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, có chế tài xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ ra vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
thay thế kịp thời những cán bộ công chức viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu phiền hà, kiên quyết xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công. Sáng nay ngày 23 tháng 3, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Tuyến Trung ương. Bệnh viện xây dựng trên diện tích 3,08 hectare, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, nằm trên phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Bệnh viện có quy mô 300 giường bệnh, được trang bị hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại. Bệnh viện có 7 phòng chức năng, 9 khoa lâm sàng và 4 khoa cận lâm sàng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao cho người dân trong tỉnh, cũng như khu vực miền Trung Tây Nguyên và hai nước bạn Lào, Campuchia. Dịp này, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đó, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân sự nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Ngày 23 tháng 3, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia, Chi hội Khmer Việt Nam, tỉnh Cờ Ro Ché đã tổ chức thực hiện chương trình khám chữa bệnh từ thiện cho 500 người gốc Việt Nam và người Khmer trên địa bàn tỉnh. 500 người gốc Việt Nam và người Khmer trên địa bàn tỉnh Cờ Ro Ché, Campuchia có hoàn cảnh khó khăn được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Phnom Penh khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Cùng với đó, mỗi người đến khám bệnh còn được nhận quà, mỗi suất quà gồm 5kg gạo, 30.000 rial tiền mặt và quần áo vật dụng cá nhân. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cảm ơn chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt được học tập, lao động, vươn lên trong cuộc sống. Cảm ơn nhân dân Campuchia thường xuyên chia sẻ giúp đỡ các gia đình gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân địa phương tỉnh Cờ Ro Ché, Campuchia, Phó tỉnh trưởng tỉnh Cờ Ro Ché Khăm Sộ Phiết cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự giúp đỡ quý báu cho nhân dân Campuchia nói chung và tỉnh Cờ Ro Ché nói riêng. Được biết, vào đầu tháng 4 trước Tết cổ truyền Chol Chanam Thamay của người dân tộc Khmer, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam Campuchia cũng dự kiến tổ chức khám bệnh từ thiện cho bà con cộng đồng tại tỉnh Champong Chanang, khu vực ven biển Hồ.